Với phần tin quốc tế này chúng ta sẽ nói tới những cái thông điệp quan trọng mà khối G7 đã đưa ra qua cái kỳ họp thượng đỉnh vừa rồi. Có lẽ chúng ta phải nhận thấy rằng là chưa có năm nào mà thế giới có nhiều cái vấn đề và nó nó rắc rối, nó phức tạp như là cái năm nay. Từ cái chuyện mà chiến tranh của Ukraine rồi cho tới cái chuyện thiếu hụt lương thực qua tới biến đổi khí hậu rồi cả luôn cái chuyện mà trí thông minh nhân tạo AI đang đe dọa cái nền văn minh của nhân loại dĩ nhiên những cái trường hợp mà những cái những cái vấn đề như vậy là nó nằm trong cái chương trình nghị sự của khối G7 họ phải bàn tới những cái chuyện đó cho nên vào cái tháng 2 vừa rồi trước khi cuộc thượng đỉnh nó bắt đầu chúng ta thấy rằng các ông bộ trưởng của của các quốc, của bảy quốc gia trong cái khối này đó, phải nói là như, bươm bướm chạy đi chạy lại họp nhau là, xối xả đủ loại các bộ trưởng bộ trưởng ngoại giao bộ trưởng tài chính bộ trưởng thương mại rồi cả bộ trưởng nông nghiệp bộ cả cái những cái bộ trưởng mà về môi trường họ họ họp nhau họ đúc kết họ đưa ra những cái tài liệu để cho sếp của mình có sẵn có những cái con số có những cái tài liệu đầy đủ để mà họp đồng thuận với nhau bàn cãi với nhau ở thượng đỉnh rất là nhiều chuyện. Tuy nhiên thì đúc kết lại vẫn là có hai một cái hai cái chủ đề mà phải nói là chiếm lĩnh hết cái, cái thượng đỉnh của G7 lần này đó là liên quan tới chiến tranh Ukraine là một và cái tình hình đối phó với Trung Quốc là hai. Đối với cái chiến tranh với những cái tin tức, những cái dấu chỉ, những cái thông điệp về cái cuộc chiến tranh Ukraine chúng ta thấy có ba điều. Điều thứ nhất lần này là khối G7 đồng thuận với nhau lại đưa ra một cái gói trừng phạt mới đối với nhằm vào nước Nga. Thì những cái biện pháp trừng phạt này thì nó cũng chỉ là nhằm áp lực để Nga phải chấm dứt cái cuộc chiến mà họ xâm lăng Ukraine càng sớm càng tốt mà thôi. Chuyện thứ hai mà chúng ta thấy là cái vào cái ngày cuối họp cuối cùng đó thì lại có sự xuất hiện của tổng thống Ukraine là ông Zelensky họp chung với lại tham gia họp chung với khối G7 cái chuyện mà ông ông Zelensky ngồi chung với các quốc, quốc, quốc gia mà g bảy đó là một cái một cái đòn chính trị rất là nặng nề đánh vào ông Putin. Trong khi ông Putin bây giờ là bị những cái cái tổ tòa án hình sự quốc tế là lên án truy nã và phải nói là đã bị thế giới lên án giống như là một tội phạm chiến tranh. Thì ngược lại ông Zelensky bây giờ đi tới đâu cũng được ủng hộ, đi tới đâu cũng được xem như một vị anh hùng và rồi cái sự hợp hiện diện của ông ngồi giữa cái khối G7 nó là một cái thông điệp không thể nhầm lẫn được là G7 sẽ tiếp tục ủng hộ ông cho tới cái người Ukraine cho tới khi mà cuộc chiến chấm dứt thì thôi và đây là một cái cái, 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 cái thông điệp rất là rõ mà người người dân nga phải nhìn thấy đó và phải thấy cái sự khác biệt giữa ông putin và ông zelensky và đâu là cái đâu là một cái nơi bị ruồng bỏ và đâu là một cái nơi được nâng đỡ và được ủng hộ hết mình. Và cái địa cái, cái cái coi như cái điểm thứ ba mà trong G7 đưa ra đó là cái chuyện mà tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bật đèn xanh, đồng ý cho các đồng minh chi viện viện trợ những cái chiếc phản lực cơ F16 cho Ukraine. Mà chúng ta phải cũng phải thấy rằng là từ khi mà bật đèn xanh hay là gọi là đồng ý cho tới khi mà Ukraine thực sự có những cái chiếc F-17 nó là một cái tiến trình nó, nó không phải là xuông sẻ chắc chắn là có những cái quốc gia người ta không đồng ý người ta bàn cãi dữ lắm bởi vì người ta sợ căng thẳng thế nhưng mà dẫu sao nữa cái chuyện mà ông Joe Biden bật, bật đèn xanh như vậy nó có ý nghĩa là đưa tới người Nga đưa tới ông Putin rằng là cái cuộc chiến này về lâu về dài Nga khó lòng mà thắng lắm càng về lâu về dài thì và cái khối G7 lại còn trợ giúp cho, cho cho Ukraine càng nhiều hơn nữa. Và cái thứ hai nữa là với cái sự chấp thuận như vậy thì ông Joe Biden cũng muốn nói rằng là những cái cái làn ranh đỏ mà phía bên Nga đặt ra thì chẳng làm ai sợ hãi cả. Chúng ta nhớ là quân đội Nga ông Putin đã đặt ra biết bao nhiêu cái làn ranh đỏ, nào là cái chuyện cấm không được tại viện trợ những, những dàn hỏa tiễn cho Ukraine nào là không được viện trợ những cái chiếc xe tăng cho, cho cho Ukraine, nào là cấm không được viện trợ những chiếc máy bay chiến đấu cho cho Ukraine và cả luôn là cấm không được tấn công vào những cái vùng mà uh, uh, mới sát nhập của của nước Nga. Thế nhưng mà tất cả những cái làn ranh đỏ như vậy đã đều như là bị Tây phương, bị Ukraine, người ta người ta bước qua cả và nó không có chuyện gì xảy ra. Thế thì ông hiểu là tới đây thôi thì ông Putin với lại nước Nga lại có những cái lằn ranh khác nào, màu nào khác không nữa thì mình không biết. Rồi cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà khối G7 đã đồng ý là đi theo cái nguyên tắc ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu là xem và là hạn chế cái chuyện mà giao thương với lại Trung Quốc đến mức tối đa để mà giảm đi cái sự lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc và cái như và như vậy đó thì là xem cũng đồng thời là tuyên bố là Trung Quốc là một cái mối đe dọa an ninh cho Liên hiệp Châu Âu và trong các vùng Thái Bình Dương. Thì nhưng mà sau đó thì mình thấy khối G7 cũng đưa ra một cái lập luận rằng là đây chỉ là cái chuyện là khối G7 không chủ trương là tách cắt đứt hoặc là không hợp tác với lại Trung Quốc vẫn có duy trì cái sự hợp tác nhưng mà chỉ giảm thiểu cái lệ thuộc của mình đối với kinh tế Trung Quốc mà thôi và khối G7 vẫn sẵn sàng mở ra những cái sự hợp tác gọi là chân thành và hết sức là công bằng cho tương lai. Chúng ta khỏi cần nói thì mình thấy là những cái phản ứng của phía bên kia tức là bên Nga với Trung Quốc thì nó dữ dội lắm. Thì ông ngoại trưởng của Nga đã vội vàng tuyên bố rằng là khối g 7 đang được coi như là, t, t, có một cái sự ngăn chặn kép ngăn tức là ngăn chặn cả nga ngăn chặn chạy vào trung quốc và họ đang gia tăng cái căng thẳng đang đẩy chiến tranh thế giới nó t, càng ngày càng t, t, tới gần trung quốc thì lại đưa gọi là triệu tập đại sứ của nhật bản và bắc kinh tới để mà đưa ra cái lời phản đối là cái nước chủ nhà nhật bản có những cái hành xử là không có gọi là chuyên nghiệp không có công bằng là khối G7 đang tấn công Trung Quốc và đưa gọi là can thiệp vào những cái kế hoạch những cái vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Thế nhưng mà phải nói một điều là tất cả những cái hành động của G7 mà người ta đưa ra lần này đó là do Nga và Trung Quốc tạo ra họ là chính là cái nguyên nhân để dẫn tới những cái những cái thông điệp những cái hành động của chơi bảy hôm nay chúng ta nhớ ngày xưa khi mà hai quốc gia này gọi là vinh báo và tuyên bố rằng họ có một sự hợp tác gọi là không có giới hạn thì cả hai đều không có che giấu mà có có vẻ như là rất là hoanh hoang hoang lộ liễu rằng là họ muốn lật đổ một cái trật tự thế giới do phía bên tây phương đang chủ trì mà lập lại một cái trật tự mới theo họ cái hai quốc gia của họ và cái liên minh cộng sản và độc tài của họ. Chính vì những cái hợp tác và những cái ý muốn của của hai quốc gia này mà bây giờ thì Tây phương với lại Hoa Kỳ mới có những cái biện pháp để mà phòng vệ mình, để đáp trả mình. Cái chuyện mà mình gặt gieo gió thì gặt bão là cái chuyện mà, mà mà phải đạo thôi chứ còn than thở cái gì nữa. Và cái bản tin kế tiếp là bản tin của Hoa Kỳ đó là cái chuyện mà sự lo ngại gia tăng sợ rằng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ lại bị à, đóng cửa cái cuộc họp giữa hai cái bên cộng hòa dân chủ vào hôm thứ sáu của tuần vừa rồi nó đã không đi đến một cái thỏa hiệp nào một cái kết quả nào đã khiến cho xã hội của hoa kỳ gia tăng đến cái sự lo ngại rằng là coi chừng mà lần này nó lại thêm có một cái vụ đóng cửa chính phủ giống như cái hồi năm 2013. nghìn chúng ta nhớ là năm 2013 đó thì uh, Hạ viện của Cộng Hòa và Tổng thống Obama của Dân Chủ đã không đi đến một cái thỏa thuận về ngân sách cho năm 2014 và nó đã bị chính phủ đã bị đóng cửa tới 17 ngày nó rất là lâu như vậy mà nhưng mà khổ cái là chúng ta phải lưu ý một điều là vào lúc đó đó là Hạ viện của Cộng Hòa đã, đã muốn gọi là cắt giảm chi tiêu hay là muốn hoãn lại cái kế sách về cải cách về sức khỏe của ông obama tức là obama care đây là một cái kế sách là một cái chính sách mà rất là đắc ý của ông tổng thống ông obama thành ra nhất định là ông không nhượng bộ nhưng mà bây giờ thì ông ông biden thì ông có được thì ông đâu có một cái chính sách nào quá đặc biệt để mà phải đấu tranh ghê gớm như là ông obama ngày xưa thế nhưng mà cái câu hỏi người ta vẫn cứ đặt ra là liệu lần này bởi à, vì chúng ta người ta nhớ rằng là ngày xưa vào năm 2013 thì lúc đó ông Biden là tổng là phó tổng thống của ông, của ông Obama thì câu hỏi đặt ra là liệu lần này ông phó tổng thống ngày xưa bây giờ là tổng thống có tiếp tục đóng cửa chính phủ như, như như trước hay không mình thấy là ông tổng thống Biden đã cắt ngắn cái chuyến đi công du châu Á để vội vã trở về Hoa Kỳ hôm chủ nhật vừa rồi để rồi sáng thứ hai vào ngày thứ hai sẵn sàng để họp với lại ông chủ tịch hạ viện của phía bên cộng hòa nhằm tìm ra một cái giải pháp thì ở đây chúng ta lại người ta đã thấy một cái dấu chỉ như thế này cái hồi mà ông còn họp ở bên G7 ở bên Nhật đó thì trong một cái lần họp báo đó ông tổng thống Biden đã có một đưa ra một cái tuyên bố rằng chúng tôi đã có thiện chí chúng tôi đã đồng ý cắt giảm chi tiêu của chính phủ tới một trillion tức là một, một ngàn tỷ thì bây giờ phải đến lượt bên cộng hòa người ta cũng phải bắt đầu điều chỉnh những cái những cái đòi hỏi rất là vô lý mà không thể chấp nhận được của họ đi chứ thì người ta cũng hy vọng rằng là cái tuyên bố như vậy của tổng thống Biden cũng là một cái sự nhượng bộ cho thấy là ông sẵn sàng ông mới ông mới đi tới một cái một cái thỏa hiệp phía phía bên cộng hòa thì chúng ta cũng phải nhớ như thế này rằng cho dù cộng hòa chính phủ cộng hòa hay là chính phủ dân chủ thường thường đều có cái sự là hoạt động rồi nó đưa tới cái chuyện là thâm thủng ngân ngân sách hết đó. phía bên dân chủ thì người ta nói rằng là phía bên chính quyền chính phủ dân chủ đó muốn gọi là tạo phúc lợi rất là nhiều cho cái giới nghèo của hoa kỳ cho nên cái chuyện là tạo ra phúc lợi thì cái cơ quan nó phải phình theo nhiều nhân viên hơn để phục vụ chính phủ là, là to lớn hơn thành ra đưa tới chuyện thâm thủng. Thế nhưng mà ngược lại bên cộng hòa thì tuy là họ thì chủ trương là giảm bớt phúc lợi, thu hẹp lại nhỏ lại chính phủ. Thế nhưng mà lại cái chuyện mà họ chủ trương là giảm thuế rất là nhiều cho cái giới giàu, cho doanh nghiệp, cho xí nghiệp, thì nó lại là, là đưa tới cái tình trạng là thu không đủ chi, thì nó cũng lại là thâm thủng ngân sách, chỉ có kẹt cái khối mà cử tri trung lưu cái khối dân mỹ trung lưu ở giữa là là thiệt thòi nhiều nhất bởi bởi vì họ không đủ nghèo để mà hưởng những cái phúc lợi cũng không đủ giàu như doanh nghiệp như xí nghiệp để mà hưởng những cái cắt giảm thuế một cách sâu xa sâu rộng thành ra à, thì họ cũng là bao giờ cũng là một cái khối mà đưa ra nhiều cái lời ta thán nhất nhưng mà khổ một cái như thế này trong cái khối cử tri hay là hay là cái khối dân trung lưu của Hoa Kỳ lại cũng chia làm hai một nửa thì uh, bên vực dân chủ một nửa bên vực cộng hòa chính vì vậy mà nó đưa ra một cái tình thế chính trị hết sức là đặc sắc của Hoa Kỳ mình nói là đặc sắc nhưng mà nhiều khi nó cũng trở thành rất là phức tạp và đôi khi là bế tắc luôn không giải quyết được cái chuyện gì bởi vì hai bên nó, nó ngang ngửa nhau quá thế nhưng mà hiện nay đối với cuộc đàm phán này thì mình cứ để ý theo dõi cái giới đầu tư của Wall Street họ vẫn có một cái dấu chỉ tin tưởng rằng là làm gì thì làm hai bên cũng phải giải quyết nhau vào cái giờ thứ 23 tức là cái giờ phút mà kịch liệt mà ghê gớm không thể nào mà chờ đợi nữa thì sẽ có một cái giải pháp thôi như người ta nói bao giờ cái chuyện gì nó căng thẳng nhất là lúc đó là cái 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 chuyện mà giải pháp nó sẽ ra đời bởi vì người ta tin rằng là vào cái lúc đó hai bên mà có đưa ra cái sự tương nhượng nhau thì họ sẽ không có không sẽ tránh được cái sự chỉ trích bởi vì lúc đó cử tri Hoa Kỳ dù dân chủ dù cộng hòa cũng hiểu được rằng là lãnh đạo của họ không thể nào làm cái gì khác hơn được nữa không thể nào để cho chính phủ phải vỡ nợ hay là phải đóng cửa chúng tôi xin ngừng lại đôi phút và sẽ trở lại với những phần thi quốc tế khác